Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dò lại cái mật khẩu khóa số vali TSA khi các bạn bị quên mật khẩu. Thì cái điểm mấu chốt ở đây là các bạn phải tìm được cái rãnh khuyết ở trên các dãy số, và các bạn quan sát mình tìm từng cái dãy khuyết một trên các dãy số nhé. Bắt đầu mình tìm ạ. Cái dãy số thứ nhất. Đó, các bạn nhìn thấy dãy số dãy khuyết chưa? Đó, dãy khuyết thứ hai rồi ạ, thứ ba. Ok, không phải mật khẩu. Bây giờ các bạn di chuyển tịnh tiến các dãy số 4 ạ, 8 ạ, 7 ạ, 5 ạ, 9 ạ, 8 chưa được, 6 ạ, 0 ạ, 9 ạ. Ok, vậy là được rồi, mình đã dò được cái khóa mật khẩu khóa số này. Thì cái điểm mấu chốt ở đây là các bạn phải tìm được cái rãnh khuyết của các dãy số, và các bạn di chuyển tịnh tiến các dãy số theo cùng một chiều, và mình sẽ dò được cái mật khẩu. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.